Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các em học sinh thân mến, chị Nguyễn Anh Khang, chủ tịch liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tiền Giang, tưởng ban tổ chức cuộc thi đề nghị tôn vinh. Về phía cấp ủy, xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Tiến, ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức cuộc thi sáng tạo huyện Cờ Rõ. Ông Cao Tấn Hữu, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Chợ Gạo, phó tổng ban tổ chức. Các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, phòng tài chính kế hoạch, phòng tài chính sinh tồn, hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung. Trước khi đi vào chương trình lễ, chúng tôi đi đào tạo huyện Chợ Gạo, phòng tổng ban, phòng ban, phòng tài chính và mọi thành viên ban tổ chức đã có sự quan tâm và công đạo học sinh. Thông qua các báo cáo tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên đi đầu huyện Chợ Gạo lần thứ 10 năm học 2018. Các sản phẩm đi thi đến nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực về xử lý môi trường, lĩnh vực khoa học công nghệ, điện cơ, lĩnh vực sử dụng năng lượng trong sinh hoạt, lĩnh vực về nghệ thuật và văn hóa, lĩnh vực đồ dùng đồ chơi. Trường mầm non đang lên bước của trường học thị trấn, trường học cơ sở Hương Long, trường học cơ sở thị trấn. Sau thông qua quyết định khen thưởng và trao giải thưởng. Sau khi nhận được công văn của ban tổ chức cuộc thi, ban giám hiệu nhà trường tiến hành triển khai công văn tuyên truyền trong cuộc họp hiệu trưởng có 55 lượt người dự. Kết quả thực hiện nhằm tuyển chọn những mô hình sản phẩm một trang hóa tay. Tờ về được rồi đó, quay về đi.
khuyến khích nhất nhì ba cho các em học sinh ở trung học cơ sở và phổ thông. Xin chân thành kính mời. Giới thiệu sản phẩm đèn ngủ được chế biến từ gạo dừa của trường